Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình đây. Hôm nay thì mình sẽ chơi game này các bạn nhé. Ok, tiếp tục quay trình mình thôi. Thế tiền mình sẽ phải ra đây mua thêm khẩu súng nữa đây. Hello ông bạn, tặng cho mình một khẩu súng này nhé. Ok. Số này có tác dụng là đi phá hết tất cả các cửa kính của tên kia. Các bạn mình sẽ cho ông này ông công an này một súng bắn điện. đóng băng luôn kìa. Cái này thì đóng băng rất là lâu, được 15 giây luôn nhá. 15 giây tiếp theo này. Okay. Bắn rất sướng các bạn ạ. Bắn hết cửa kính nhà nó luôn. Còn đâu nữa nhỉ? Đây, cái đeo là nhiều. Ở trên kia nữa kìa. Đó các bạn ạ, cảm ơn ra rồi. Chưa. Bùng. Cái này thì mình sẽ phải dùng cái này này. Tao xem đóng băng kìa. Hay quá. Mình sẽ gài hết bẫy ở đây nhá. Sẽ không có thể đi được. Chạy. Thế này, chỗ này có vẻ là không có ổn đấy các bạn. Mình vẫn chưa kịp bán hết những chỗ này nữa. Đó, phá được kính nó. Ây da. Headshot. Hay thế nhỉ. Chạy. Mua vàng. Cái mô này úi giời. Các bạn rất xịt phê các bạn. Không bắn được nhỉ? Không vào ở đây, mình sẽ lên trên nóc nhà nhé. Ui, trên cao chưa kìa. Đây mình sẽ sang bên đây đứng đi. Các bạn đoán rồi, trên đây súng có chết không? Oh my god. Wow, khung cảnh thì xa chưa. Súng sẽ bắn đây. Bắn hết những này xuống đây đây. Bum. Ui, bắn xa nhờ. Ui, đi đâu mất tiêu rồi. Vẫn bắt được à? Tài nhà mình nó sẽ rất là xa luôn rồi.
Ồ, chán nhờ. Từ từ mình sẽ đột nhập vào bên trong phòng rồi nhá. Xem có gì không. Không bắn đâu nhỉ? Không bị hỏng luôn. Chả thấy nhở, mình giờ phải gì nhỉ? Ô không nhận được cái đấy tại vì mình quá là nhiều rồi. Chín ba sáu bảy. Và bây giờ sẽ đi ra bên ngoài này. Giờ mình sẽ gài một đống bẫy đây. Gài một đống ra cửa xem thì nó có ra đâu nhé. Các bạn ơi, tuyệt vời cú mèo. Mười lăm phút cơ, rất là nhiều luôn. Xuống mình đâu rồi? Ô nó vào đây kìa. Không nhận cái mã này. Oh shit.
Minecraft.